Hello, xin chào các bạn đã trở lại với channel của mình. Hôm nay là chơi game, hôm nay mình sẽ chơi một tiếp một cái tựa game là Minecraft với series sinh tồn các bạn. Thì tập trước mình đã xây xong được cái hầm dưới đất các bạn, thì tập này chúng mình sẽ xây tiếp xây xong luôn các bạn, mình sẽ đi xuống khám phá cái hang tiếp tục các bạn. Thì mình sẽ xuống khám phá cho cái hầm cho các bạn xem ha. Phát cái hầm khó xuống, nhảy cái nhảy auto jump khó chịu các bạn. Mình kệ đi, kệ đi ha, là biết tắt luôn rồi. Đây cái hầm này thì tập trước mình đã xây hết bạn, cũng khá là êm đềm rồi, phòng này khá hồn thoải mái các bạn. Đây là cánh cửa để xây căn phòng tiếp theo các bạn, thì tập này mình sẽ xây cho nó xong ha. Cái căn hầm quá bí mật luôn các bạn, nội thất cũng khá là đẹp rồi. Ok, mình sẽ lên cái đó. Ok, thì trong thời gian mình không có chơi thì mình có chặt mấy cái mía mình trồng thôi, mình vô mình chặt mấy mía xong cái mình trồng mình hốc ra hết bạn, không có gì nhiều coi ơi. Chút cho mình cái gì mình hơi cho mình này chứ mình ngủ cái thằng này tổng hợp mình tối nghiệp đó con ơi. Không như là bạn đã thấy thì kiếm nó dài vãi chưởng luôn rồi, cái sao dài vậy cho em đi ra hả bạn, gặp một creeper nổ cái ban nhà cũng hơi chết luôn rồi. Ok đây nè các bạn, thì mình nghe ok luôn cái miếng chính này các bạn, lộn miếng lớn này các bạn, cái miếng mình rất là cần miếng các bạn, thì sao đó mà các bạn coi rồi sẽ biết ha. Ok, giờ mình chặt hết miếng rồi, đầu không nó quỷ zombie rồi. Xuống nước làm chi mô, mày tưởng nó xuống nước mày sống hả mày, còn có tao ở đây nữa mà. Zombie đúng khá là khô hả mày, không có ngu đâu mày. Đây thì mình có mình có chặt miếng ở đây, mình tòng qua bên cái hồ cái bên đây nữa hả mày. Cũng khá nhiều quá rồi. Ok, giờ mình chặt bớt, mình tòng tiếp hả mày. Mình được 8 cây mía đó các bạn ơi, khá nhiều hả mày. Mình cứ thể tầm được ven với cái hồ này ha. Ok, ba cây nó qua mình tổng hết luôn ha, để cho nó tự lớn lên rồi. Quỷ nhện nó bơi dưới nước kìa các bạn, quỷ đây có cầu thang này dính này các bạn, không được không tầm được rồi. Ok, chắc dư cái này cho mình sẽ bỏ vô dư ha các bạn, lát mình sẽ cần nó rồi này. Rồi đâu rồi mía ok bỏ vô ha các bạn. Ok, giờ mình sẽ đi thu hoạch lúa đi cho mấy con bò với mấy con cừu nó ăn coi này. Mấy con đó thì mình không thể bỏ được hai bạn, phải cho nó ăn chứ. Sau này mình rất sẽ rất cần nó hai bạn. Giờ mình thì chưa đó mà sẽ cần ha. Giờ chặt chặt lúa đó ra rồi. Yeah, đập trộn trong đó ra. Ok, con về. Hạt giống rồi. Mình thì cần hạt giống đi tạm coi này. Tổng hết các bạn, tổng hết mấy cái giai đoạn này ở mấy cái công đoạn này khá là lâu các bạn, cực khổ vãi luôn, thu hoạch thì tổng lại các bạn chán quá. Ok, xong các bạn mình sẽ lên ruộng ba tầng của mình các bạn, đi ngồi tạm thời mình cứ để nó mà chưa cần xài các bạn, mới gọi để cho nó đẹp nhưng mà nhìn khá là đẹp các bạn. Ok, mình sẽ lên mình thu hoạch lúa các bạn, lúa thì chín quá chừng các bạn. Ok, xuống từ từ qua này, nó đạp vô lúa, đạp vô đất, nó hư đất nữa rồi. Khá là khổ ha. Ok, thu hoạch hết mọi người. Thu hoạch hết, quá chừng lúa không ai mở thu luôn này. Lúa này bán mấy tấn lúa luôn rồi. Rồi, quá chừng luôn. Ok, thu hoạch hết luôn không ạ. Rồi, hạt giống mình 64 hạt giống, mình một stack hạt giống luôn. Phải ngồi chơi sẽ tạo hai quan một stack thật, một stack hạt giống luôn rồi, tạo thoải mái đi ha, không hết đâu rồi. Ok, cái cuộc sống của mình thì khá là an nhàn các bạn, bình thản quá, yên bình quá luôn rồi, không có gì cả. Không có gì nguy hiểm các bạn, làm nông là sống sinh sống qua ngày các bạn ơi, vừa làm gì chăn nuôi đó mà. Ok, tạo hết rồi, tạo lúa chín hết, lúa chín mình thu hoạch luôn nè. Ôi quá trời luôn các bạn, lúa đâu mà chín gì từ từ chín được không, chín gì mà chín nhanh dữ, đậu khổng lồ luôn. Cây thu hoạch hết rồi, tầm ngoài nó tại cực khổ quá các bạn ơi. Ok, cuối cùng tầm sau các bạn, tầm hai cái tầng thứ ba mình chưa tầm gì các bạn, chắc giờ mình sẽ bỏ lúa nữa mà, mình tính đợi kiếm cà gót nào phải tay mình sẽ tầm lên đó mà các bạn.
giờ mình không ngày mình để nó chắc nó hư đất rồi, mình sẽ trồng lúa hay trồng đỡ 21 có mà xe bỏ lúa mình bỏ trồng hết sao các bạn, hết luôn rồi. Ok con dê luôn, còn hạt giống không, còn 14 hạt giống này, quá trình hạt giống luôn. Ok con dê cái hết hả bạn, xuống thôi nè, xuống cho mấy con kia nó ăn nè. Ơi còn tiếng đâu nghe hạt giống người ta. Ok tạm ổn rồi, xuống tự lên ngoài ấy, không hiểu ý mình chứ ta nè. Ok lúa rồi sẽ cho hết cái này ăn thôi, ăn lúa mình khá nhiều rồi, nó bị nghẹn khá là ham ăn không à. Mở cửa ra, mở cửa ra phòng chỗ mày, cái con bò mình khá là cần đó. Còn nhiều lắm nha, còn chưa biết mà sao nó đánh hoài vậy, đánh hay sao nó đẻ đẻ đi anh em, cho mấy con dê ăn luôn nè bạn, đứng đây cho mấy con cừu mấy con ăn luôn nè, khá là tiện, khá là tiện lợi hả bạn. Ra giống đi cái cu, mấy cu từ từ đừng có chen lấn mấy ông nội. Thời đất ơi mình nên cắt mưa luôn rồi, sao mấy quỷ này chen lấn đi, sao mấy cho mấy con ăn khác ăn được, cứ nào ăn rồi thì đi ra đi tự ham ăn. Trời, biết lúc nào ăn rồi biết lúc nào chưa ăn ta, giống nhau nữa kìa bạn, quá chừng còn rồi bạn. Rồi kìa như xưa đàn cụ bên đây ăn rồi, đứng đây cho nó ăn rồi, là biết nó ăn rồi. Rồi để con quá chừng luôn rồi ơi, cho hết nó đám lúa luôn bạn, độ cho con ăn luôn rồi, cho lớn nhanh luôn rồi. Ờ đi ra được không mấy thằng nội bò này ăn hoài, nhất là con cụ con này ăn hoài luôn. Từ từ cháu cũng nhự à, này đi nào ăn nữa không, kệ hết hả bạn, ăn lại giống nhau chừng rồi, một đứa con hai đứa con ba đứa con rồi này, cái đống bầy sao đẻ được ba đứa à, còn này mà nhưng ở đây trời ơi còn nhiều lắm, còn con cho này nè mày, còn mấy con quỷ này đi ra tìm tao kệ hết hay là sinh sản quá chừng luôn rồi ơi. Ok giờ sẽ đi ra các bạn, cái lẽ hai bạn để mấy quỷ này nó ra nhanh lắm rồi. Ok cuối mình cuối cùng thì mình cũng cho nó ăn xong rồi, hoàn tất ha, dọn dẹp cái vuông đồ của mình. Ok giờ mình sẽ tiếp tục xây cái hầm dưới đó các bạn. Ok chắc mình sẽ tua nhanh cái clip con rồi. Ok hẹn gặp lại các bạn sau nha, hoàn cho bà xem đi lộn vô cổng một rồi. Ok hẹn gặp lại các bạn sau ha, goodbye. Thank you.
Thì cuối cùng mình đã xây xong các bạn, thì cái nhà em chỉ đơn giản thôi mà, tại vì mình chưa có chưa mấy cái tủ sách các bạn. Đây là cái phòng để mình e chan các bạn, tại vì giờ mình để cái này trước ha, giờ mình chưa có mấy tủ sách bao quanh rồi. Thì mình hiếu mấy cuốn quyển các bạn, hiếu da bò với hiếu mía con này không có làm được ha. Ok, giờ mình cứ tạm thời để đó đi, nãy giờ mũi chích quá chừng không biết đâu ra cái mũi nữa, chừng quá chừng ở dưới ha bạn. Ok, cuối cùng mình đã xây xong các bạn. Bây giờ chắc mình sẽ chuẩn bị hành trình đi xuống cái khám phá cái hang ha các bạn. Đủ đồ nhé chứ ta. Ok chắc đủ rồi mày. Ok chắc mình sẽ xuống luôn cái hang ha các bạn. Đi thôi. Cái hầm của mình vậy là quá tuyệt vời luôn ha các bạn. Cái nhà nhỏ xíu ở cái hầm bự chà bá luôn các bạn ơi. Ok giờ mình sẽ đi lên để đi xuống khám phá cái hang kia ha các bạn. Từ đây tối gì rồi, ngủ luôn ha các bạn ơi. Từ tối ngủ luôn à. Trời ơi, số nhỏ quá các bạn ơi. Mũi chích bấy luôn mà. Coi còn cái gì hết đâu các bạn. Chắc hết rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bắt đầu xuống hang, xuống khám phá cái hang tiếp tục hả các bạn. Ok, còn về đi không ai. Này tạm biệt con nhà thân yêu nha, mình sẽ đi xuống hang dài tập hả các bạn. Ok, xuống đây cái này thôi. Chỗ này đầu thứ từ từ như thế nào nhớ được không, có phát tiền xuống đây gặp con xe ra tên đúng rồi đấy. Này mình đây mình xem đây mình chưa đi ta, chỗ chưa đi mình chưa cắm đuốc nào này, cần đi luôn ha. Mình mới xuống gặp sát không này, cái con xe đảo luôn ha, đảo hết rồi, lấy hết ba cái đồ yêu này, lấy hết. Ôi gì hỏi ra làm đây. Mày xuống cái đằng sau nha. Mày dẫn xuống chỗ hầm đi, hầm đi rồi kìa các bạn. Tụi mình đào miếng hang đó rồi, đào hang lấy kinh nghiệm các bạn. Mình thì tới cấp 20 các bạn. Kinh nghiệm thì cũng rất quan trọng rồi, mình thấy e chăm đồ các bạn. Thì mình đào cái đá. Đào quá trình hang vậy nổi. Thế chết thôi. Như bạn thấy thì đào hang rất là nhanh lên cấp các bạn. Không biết tại sao. Dưới đó có cái hang nhỏ nhỏ kìa các bạn. Cắm cái đốt cái đại mọi người, biết có gì hỏi gì đó không ta. Từ đó mình sẽ xuống xa các bạn. Giờ mình chia đi khám phá coi tên mấy chỗ vòng vòng gần gần trên mặt đất mình đi hết chưa cái đã. Từ từ mình sẽ xuống sâu dưới ha các bạn. Ok đào hết rồi, quá đã luôn ha.
hang nhiều cái tội đào hang cái sắt luôn, gọi chi mô gì người tài nguyên gì cái đó gì phúc đạo thì cũng khá là nhàm chán thôi, mà không biết mình có nên tu nhanh không ta. Mình cứ đào một chút hay lắm mình sẽ tu nhanh sao hả các bạn, cái khúc đào thì chẳng có gì hết đâu rồi, chỉ đi đào đào thôi, đào hoài, đào tới là chừng nào mà sạch thì bể hư hư cứt thì tùm lum mòn đất thì mòn đá thì tùm lum hết rồi. Ok cuối cùng cũng đào hết các bạn, quẹo ra mình đi lại cái đường nãy rồi đó, cái này đang cũng khá nhiều con rồi mà múc đặt lộn chuyên đổ nước ra chi vậy, không đi hết đường không mày, mình chắc chắn là sẽ là một con đường cục thôi mày. Ủa, đường cục mà cũng có đồ nữa mày, đạo luôn ha, nửa hang ngoài tay, đọc phát, hang, mình này hết đốt các bạn, giờ mình sẽ làm mấy cái đốt thì mình khá là nhiều hang, mình có đem nhiều gậy các bạn ơi, không sao, con sao, ok, con dê, đã thế mà khi có mình thấp hơn các bạn. Chắc mình xuống đây cho mình sẽ lấy thêm một cái thanh hạt không ta, có đem không ta, cái cho mình cần thêm 16 củ thanh hạt nữa rồi, thì mốt mình sẽ làm một cái gương Ender các bạn, gương này bạn hãy đi mỗi lúc mọi nơi có thể xài được đó các bạn. Ok mình tạm thời mình đào hai cái đá, đá mặt xuống sau mình sẽ đào oxygen nó nhiều hạt các bạn, làm cái gương ha, 16 cục con à, đào cũng hơi lâu ạ. Ok sao giờ mình sẽ đào những hang đó. Ok con dê đào cũng hay đâu không mà, vì mấy quỷ này đào đâu đó mà chứ cũng có nên tu nhanh không ta, vì mấy khúc đào mình nghĩ chứ chứ nhà mình chán rồi nhạt lắm rồi, phải thêm muối nó mới mặn rồi, đang uống nước mắm cũng được. Ok không lùm đó các bạn, lùm chặt đưa các bạn làm biến dục các bạn. Ok hết rồi phải không, con cục cái sắt cái này coi, con cục mà cho làm gì vậy, đánh gùi còn ok hết các bạn, giờ sẽ quay lại coi tự đập đầu như kia nữa. Ok con dê đi tiếp coi, chắc cái hang này mình sẽ hai hai cái đã, chưa chưa tôi nhận ngoài lát sẽ lát xuống sâu sâu mình sẽ tôi nhận ha. Ok sẽ đi chắc là sao cái nước nước này nhiều vậy, một cái gì đó cũng chưa đi luôn các bạn, còn có hồ kìa sáng lên. Ồ có sẽ có sắt không ạ, đào sắt không ạ, phải làm mấy cái cướp mình giữ tử con này ẩm đó để cướp không ạ, nghe tiếng zombie gần đây không ạ, tiếng rất là nhiều zombie không ạ, bà này thấy cái cướp luôn rồi. Ok mình sẽ đeo sắt con này không sao ha, làm thêm cái gậy con này lại hai cái cướp hai bạn. Ok con dê đủ rồi ha, hết sắt rồi con quả, những hai cái cúp sắt này đủ đào hết cái hang này các bạn. Ok bà sao hang đây nhiều quá ta, tôi sẽ chặn nguồn nước ở đây các bạn, đồ không nguồn này khó chịu quá rồi, nước đây mà nhiều dữ vậy trời, nước hay nước nó thành đường nước vĩnh vũ vĩnh cửu rồi các bạn, biết thằng nào xây mắt nó rảnh với trời, là cái hồ nước vĩnh cửu đó các bạn. Ok các bạn thấy gì đây, cái một hồ nước vĩnh cửu các bạn, trời ơi đây còn nước hả, chọn ngu quá ta, chọn nước mình chọn hết. Ok giờ mình tạm thời bài đạo đi ha, lát nó to xuống mình xem bay xuống mình đụng rồi, khi nào đi nước mình sẽ tôi hang xuống chỗ kia các bạn, các bạn thấy gì tôi quá chừng tôi luôn kìa, mọi người đào hết ha, mình xuống đây mình càng quét cái hang mà các bạn, mình phải đào hết các bạn ơi. Ok xong rồi xuống lụm rồi, rồi cho em lụm cái này kìa, chui xuống lụm đập con này cái đá các bạn, xin nước thì nếu bạn xuống nước thì đào các bạn đập cũng lâu lắm rồi, đập cái gì cũng lâu lắm rồi đó, giờ đập cái nhanh rồi hết xuống nước rồi, quan trọng là cái đầu của bạn, đầu bạn đụng nước bạn sẽ đập rất là đau ha. Rồi sẽ xuống này tiếp tục khám phá hang rồi, nó đủ nữa các bạn, gặp cái ngục tối dưới hang nữa các bạn, nhưng mà hôm nay mình được gặp gặp được ba cái ngục không ta, dưới cái hang sâu sâu mình có gặp được hai cái đây một cái nữa các bạn, cái giúp các bạn hàng chịu nghe tiếng zombie nãy giờ đầu không xe kê đã tình họ mình nãy mình nghe tiếng zombie không biết
Nhưng ngoài đây có cái scan tại không biết cái tông đó là cái chùa scan tại thành chùa Dương Biên ngoài. Nhìn Dương Biên ngoài chứ mình nghe tiếng Dương Biên rất là rõ ngoài. Chuẩn bị đồ vô ngoài, đồ phòng cho mình cái giáp vàng luôn, ô cáo vàng luôn ngồi đây. À, để coi coi đủ đồ hết chưa? Ok, chuẩn bị nhào vô con ơi. Đồ phòng, đặt ra đây đây. Lộn. Đặt cái này ra. Ok, thật bà đặt lộn cái đút. Ok, dứt ngoài. Đậu con tụi bay bố mà sao quá trời. Chắc 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 cái ba con hả bạn? Nó dễ hơn ai? Cái này còn dễ hơn chứ mấy kia nó sẽ khó hơn. Ok. Chặn luôn rồi. Ok. Ủa xem what the fuck? Zombie hả ta? Ok, chứ giờ mà xem coi con này có vui có gì không rồi. Ủa. Zombie nhiều chứ gì? Bỏ vô hả bạn, mình zombie không cần rồi. À, có sách nữa kìa, mình coi coi sách gì nữa. Cũng sát sát nét 5 các bạn ơi, what the fuck. Sát nét các bạn ơi, sát là cái độ sát của kiếm đó các bạn. Mình bậc 5 là bậc cao nhất rồi, cái này mình có thể e-chan vô cái kiếm của mình đó các bạn. Khai im rồi, đây có gì, đồ táo vàng nữa các bạn, đồ phẩm táo vàng nhà mình có tái các bạn. Táo vàng này là tới sao là táo vàng xịn các bạn, chứ phải táo vàng mà thường cái vàng kia đó các bạn ơi. Táo vàng kia thì làm từ mấy cục vàng thường hay khó vàng hả các bạn. Còn này là phải làm từ khó vàng các bạn. Ok, giờ mình tạm thời mình mình sẽ ok chắc mình sẽ làm một chỗ farm quái vật ở đây luôn các bạn, để cái gì mình sẽ farm kinh nghiệm coi. Đặt luôn, đặt chỗ khác rồi. Ok, đặt luôn. Ok, ô quên rồi, bỏ bỏ thịt zombie vô nó trời đầy gương rồi. Ok, chắc mình sẽ làm một chỗ farm zombie đây các bạn. Ok, chắc mình sẽ tua nhanh các bạn. Thank you.
Ok, hello, xin chào các bạn, xin chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình ha. Mình đã trở lại đây ha. Thì cuối cùng mình cũng đã farm ô lộn đi khám phá xong cái hang dưới đây các bạn. Thì cuối cùng cũng đã biết cái nguyên nhân tại sao mình chơi lắc các bạn. Tại vì đậu phộng dưới nhà mình là một cái hệ thống hang đồ sộ vãi luôn các bạn ơi. Nên nó khá là lắc các bạn. Nhưng em nghĩ là lý do cái hang đó nó quá là rộng nên nó lắc rồi. Ok thì cái điện thoại mình thì tự nhiên nó hết pin thì cái phần mềm quay nó tự tắt các bạn. Thì mình cũng không hay nữa mà mình có chơi được mình không chơi được gì các bạn, mình cứ vô mình cứ cho mấy con bò mấy con cụ ăn ha các bạn. Ok được, hôm nay là mình coi mình cho các bạn coi nè. Trời ơi mình các bạn thấy gì à? Bòi hô các bạn ơi, đậu phộng nguyên hàng luôn nè các bạn, bí ngon quá. Bòi hô các bạn luôn, bòi hô nó chín hết các bạn, đậu phộng quá đã luôn à. Mía thì nó cũng quá chừng các bạn, chắc mình sẽ thu hoạch mía bớt ha các bạn. Đi hang có mấy ngày thôi mà nó mía nó chín quá chừng các bạn. Ok làm mình sẽ đặt mía vô để làm giấy, làm mấy cái tủ sách các bạn. Tủ sách này mình sẽ đặt gần mấy bàn cái chan các bạn ơi, cho nó phê lò tập hồi các bạn. Ok đặt hết rồi, mía gì cũng khá ít các bạn, mình cần một số lượng lớn mía các bạn, cần làm đường cần làm giấy tùm lum tùm mía coi chân. Đối với mình thì rất quan trọng các bạn, không biết đối với bạn nó sao chứ bạn sao chứ mình này rất quan trọng. Chặt hết mía luôn các bạn. Ok các bạn hãy chặt nó lên tới đâu bạn chặt nó ra, đừng các bạn đừng chặt nó dưới góc các bạn, cần chặt đến đây được ha. Cái điều này ai chắc cũng chơi may ghép cũng biết hả bạn, rồi phòng quỷ scare tôi nhìn các bạn. Ta thu hoạch xong thì được không? Đồ mình tụi bay. Đồ mình thì sắp hư các bạn. Nó bắn mình tủm tủm luôn rồi. Ok giờ mình sẽ giết quỷ nữa các bạn. Tình nhìn mày đủ rồi. Ok lượm hết các bạn, không bỏ quỷ đâu các bạn. Ok. Bây giờ sẽ về mình làm mấy cái tủ các bạn, với làm giấy thôi. Ok vậy thôi. Đi mấy ngày thôi mà mình lấy mía nó chín rồi, thấy mê luôn các bạn. Lúa chín rồi bạn, tợ lúa chín vàng ưa luôn các bạn ơi. Nghe đẹp ha. Nhìn vô nhà mình cái đó đóng cửa lại chế tạo mấy giấy hả mày, 49 mía luôn mà quá đã luôn. Đây mình sẽ được 16 giấy này mày, cái nếu chế giấy này mình có thể làm được mấy cuốn sách thôi. Cuốn sách này mình có thể quẩy mình kiếm vàng đó, vàng bỏ đâu đó à nè nhớ rồi, vàng bỏ trên đây mày. Ok thì mình thì tự nhiên hết pin thì phòng nguyện tử của các bạn, thì mình có cất đồ vô gương bớt các bạn nè, thì mình đào dưới hang được 17 cục kim cương hả bạn, quá chừng lưu ly 55 cục lưu ly chiến lợi phẩm quá chừng hả bạn. Tạm thời sắt mình cứ để nó đi, mình chưa đông đâu các bạn ơi, lấy dây hả bạn. Ok xuống làm hả bạn ơi, cái cuộc sống mình quá là sướng luôn hả bạn. Ok giờ được rồi, coi làm tiếp mía được không ta, hết dây không ạ, mình thấy làm đường hả bạn, mình chưa cần đường không ạ. Rồi rồi ok giờ mình sẽ làm thật là nhiều à cái biến quỹ sách hả bạn, quỹ sách ha. Ok giờ mình có thể làm được mấy cái tủ này ha các bạn, tủ sắt rồi. Ok lên 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 lên, ô lộn 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 cái dưới hầm mà quên để mấy cái dưới hầm mà nhớ lộn nữa mày. Ok để mấy cái tàu sạm vô đây ha các bạn, mở cửa ra xuống ha các bạn, xuống. Ok xuống ha. Các bạn biết nãy mình đào cái hang đó nhiêu phút các bạn, 58 phút đó các bạn, gần tiếng các bạn. Đồ phòng cái hang gì mà bự đào lâu quá các chịu không ơi. Ok mình sẽ vô cái nhà cái hầm bí mật của mình các bạn. Đây. Mình sẽ xây nghĩ mình không cần xây cao mà mình đang còn khá là ít các bạn. Ok tạm thời xây vậy các bạn. Đây mình có thể enchant đồ đây các bạn. Mình thử dục đi, vô enchant các bạn. À chưa được các bạn. Mình phải cần thêm lưu ly nữa các bạn, một lưu ly các bạn. Lưu ly mình để tận các bạn. Ok mình chắc mình lấy kim cương 19 cục kim cương đó mình chắc cũng không cần nữa này. Vậy mình cần làm giáp, giáp và vũ khí để mốt mình đem giáp vũ khí mình sẽ đi đánh gồng Ender hay mình kết thúc series các bạn ơi. Ok giờ mình làm lấy kim cương mình làm giáp rồi đó. Giờ mình thì chưa đủ làm hết một bộ giáp các bạn. Ok tầm hồi lên lấy đại hết đi, có nhiều hết các bạn. Một cục mình đào được có khá là nhiều emerald các bạn. Lấy luôn đi hay luôn rồi, e chan rồi thôi. Sắt mình còn nhiều không ta? Ok đem sắt xuống luôn rồi. Sẵn đây sẵn một công câu chuyện luôn, nung sắt đây mày, sắt thì mình cần khá nhiều thì lát mình sẽ thì mốt mình sẽ làm cái anvil các bạn, cái đồ này ép vô các bạn này, cái đó gì ta, cái gì mình gọi cái gọi là cái gì cái gì quên rồi ta, cái gói này, cái mình sẽ bỏ vô nung nấu các bạn này, ok quá đã, có chuyện kinh nghiệm luôn các bạn, rồi này sắt bỏ vô, ok quá phê luôn. Cho nó nóng nha các bạn. Cái
Thì mình sẽ làm đồ mà cho mình sẽ là cần làm cái kiếm mà cấp hiện mình có rồi ha. Giờ mình sẽ làm cần làm cái kiếm nè, còn cái áo nè, cái quần nè. Ok là cái quần mọi người, còn còn như là còn một cục kim cương mọi người. Bây giờ sẽ xuống enchant đồ luôn mọi người, vô enchant này mốt mình sẽ xài các bạn, kiếm cương dài quá luôn rồi. Ok bỏ kiếm vô, bỏ ngọc lưu ly vô mày, bên gặp ho không ngon rồi, cái này không ngon rồi, không đổi khác được hay sao? Cái này giống quá bạn ơi. Rồi chắc rồi chắc xanh được nè bạn. Ok được cái quần xịn này bạn, cái áo nè. Ok lấy đại đi bạn, cái con sai lấy đại đi. Sắc nét hai ngôi đậu phộng chết bà. Ủa nhớ chết bà lộ ở đâu vậy? À mình quên nữa, mình có cái cuốn sắc nét năm mà ta, mình hay làm cái view mình gắn vô được mà. Ai da sắp mặt không ơi, lỡ làm rồi. Cái con sao kệ đi, muốn mình sẽ làm cái kiếm mới, kiếm khác không bạn. Rồi đi vô in wrecking luôn không bạn, tội gắt. Ok chứ giờ mình sẽ lên bỏ mấy cái đồ, cái đồ đó chắc sẽ bỏ vô đây các bạn nè, áo nè, quần nè, áo nè, cái kiếm nè, kiếm mình sẽ đem theo mình xài luôn không bạn. Mình sắp đặt mình bỏ vô đây khung nữa nè, bỏ vô tên nè, tủ này thì bỏ xương vô đây nè. Ok ổn rồi các bạn, cái kiếm này mình xài luôn ha. Mốt mình sẽ làm hai cái kiếm khác rồi, cần làm cái kiếm khác các bạn, thì cái kiếm hiện cũng khá là ít các bạn, chỉ cần hai cục kim cương thôi các bạn ơi. Giờ tạm thời mình thiếu một cái nón, một cái giày, một cái kiếm mới các bạn. Cái này mới sắc hết sắc nét hai bạn, sắc nét hai thì rất là cool, mình có sắc nét tâm mà cần chỉ xài sắc nét hai. Thì có kim cương với ruby đây luôn rồi, thì mốt dễ lấy các bạn. Ok ổn đó bạn ơi. Okay, đóng cửa lại, đóng cửa lại các bạn, lên hai các bạn, mình sẽ lên test thử kiếm cho các bạn xem. Nhưng bạn hay như các bạn đã thấy thì cái đồ enchant nó rất là đẹp các bạn, lấp loáng luôn rồi, phê lung linh lóng lánh luôn, quá đã luôn các bạn ơi. Lên ha, đi ra có còn quá giờ không, từ sáng rồi đầu không tiến test cho các bạn xem mà từ sáng hết các bạn. Cái chắc clip cũng dài lắm các bạn, chắc clip cũng xin tạm dừng tại đây các bạn. Đừng coi coi để đây dọn dọn dẹp đồ đi các bạn. Ok chắc clip mình cũng xin tạm dừng tại đây các bạn, các bạn nhớ like share và đăng ký đồng hồ mình nha. Goodbye, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Hôm nay thì tập này mình cũng khá là bội hôn các bạn, quá trình kim cương luôn các bạn, đi quá trình quá sẵn các bạn. Ok goodbye.